cho cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip. Thì ngày hôm nay là Hana sẽ đưa mọi người đi tham quan cái bến du thuyền ở Marina ở Limassol, ở gần cách nhà Hana chỉ 10 phút đi bộ thôi. Thì xin mời mọi người xem hết cái video clip này, nhớ là subscribe, like, share, ủng hộ cái kênh YouTube Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip nha. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng tham quan bến du thuyền. Так а где это? Чего? Кофейня. Кофейня там. Так а нахрена мы сюда едем? Ну тогда вставай, оставь здесь вот ее. Пойдем. Можно, да? Да, пойдем, я тогда ее провожу, пусть она. Конечно, она необычная форма. Đây là cái du thuyền của tỷ phú người Nga nè mọi người. Hôm nay là Hana sẽ đưa mọi người đi vô trong cái bến tàu Marina đó, ở gần ngay chỗ nhà Hana, đi bộ lên khoảng 10 phút là tới. Thì đây là cái du thuyền của tỷ phú người Nga nè. Đó, bến tàu này hả, đậu cái mấy cái tàu này, đậu mấy cái du thuyền ở đây á mọi người, thì hả mọi người phải trả tiền theo năm á, nhiều tiền lắm. Hình như là mấy chục nghìn một năm. Đó. Đây. Mười mấy 20 nghìn một năm cho cái chỗ này để đậu du thuyền á. Mà thường á, những người mà có cái tùy theo du thuyền lớn nhỏ nha mọi người, tùy theo cái vị trí nữa. Nhưng mà thường á, những cái người mà có tiền để mua du thuyền á, thì người ta cũng có ngại cái tiền mà đậu du thuyền ở đây đâu. Mọi người nhìn cái du thuyền này phải mấy triệu á chứ đâu ít. Đã ghê chưa. Ở đây hay có hai con hải cẩu, một con đực và một con cái, nó hay tới đây, nó nhảy lên bất kỳ một cái du thuyền nào nó phơi nắng mọi người. Nhìn cưng lắm nhưng mà sợ, không dám tới gần thì sợ nó cắn. À, có nhiều du thuyền ghê cho mọi người. À, đã ghê chưa. Hôm nay là mình không muốn xuất hiện ở trên video bởi vì muốn quay cho mọi người xem cái cảnh du thuyền ở Limassol nè mọi người. Sập ghê chưa kìa. Đó. Mới có tiền mua du thuyền đi nhỉ. Mỗi cái trên này là có cái tên của chủ á mọi người. It's very nice. Đây cái kiểu du thuyền này là du thuyền kinh doanh nè mọi người. Đó là nó sẽ có tầng, có này có nọ ha. Cái người ta tới đây người ta ăn uống đồ người ta ngồi, cái là chở đi vòng vòng ngoài biển. Còn mà du thuyền cá nhân á là du thuyền giống bên này. À, giống như của cái chú này đang đứng đó mọi người. Đó, thấy ghê chưa, đẹp quá trời luôn ha. Đây là những cái chỗ mà tên của cái du thuyền mà người ta đậu á. Tên mọi người thấy cá. Đó, cá. Cá quá trời luôn thấy không? Cá nhỏ luôn. Rồi quay rớt cái điện thoại, đây là su luôn đó. Đây là cái văn phòng mà quản lý cái bến tàu này nè, là mọi người thuê nè, rồi đóng tiền này kia là trong văn phòng này mọi người. Hello,
cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip. Thì ngày hôm nay là mọi người thấy Hana dẫn mọi người đâu? Đi ra bến Phương Tiện, nắng quá trời luôn. Bữa nay khoảng tầm 30 độ á mọi người, nắng. Nhưng mà mọi người thấy có gió không? Đó. Nên là cái gì kêu vậy? Nên là không có nóng nha. Thì đi ra bến du thuyền đi vòng vòng để quay video clip cho mọi người xem. Thì rất là mong mọi người ủng hộ kênh YouTube của Hana nha. Thì nói chung là ở ngoài bến du thuyền thì cũng không có gì để mà truyền tải cho mọi người nhiều. Chỉ biết là cái này là cái bến du thuyền. Và đảo Sip là cái quốc gia ở châu Âu mà là đứng ở vị trí đầu bảng về cái ngành vận tải đường biển, shipping và du thuyền luôn đó mọi người. Đó. Và thường là Hana hay đi quay ở mấy cái đường đi, mấy cái ở ngoài á, nên có mấy anh chị nói là sao nói ở trên trên mạng á, thì nói là ở đảo Sip này đẹp lắm mà sao em quay mấy chỗ toàn xấu không. Đó thì nó có chỗ này chỗ kia, nó có nhiều chỗ mà gọi là nó giữ nguyên cái di tích văn hóa, cái lịch sử á, nên là nó sẽ không có sửa gì mấy. Còn ví dụ như những cái bến du thuyền, những cái nơi mà hiện đại thì nó cũng đẹp lắm mọi người. Đó. Thì đó, như là mọi người thấy cái bến du thuyền này nè, đẹp quá trời không? À, ở đây thì mọi người có thể ra thuê du thuyền đi riêng, giống như là mình có một nhóm bạn. Mình có một nhóm bạn thì mình sẽ thuê du thuyền cùng nguyên với lại nhóm bạn đó. Mình bao nguyên cái du thuyền đó mình đi thì nó sẽ tính tiền 2 giờ hay 1 giờ gì đó, mấy trăm ơn đó mọi người. Hoặc là nó sẽ có những cái thuyền mà giống như bán vé vậy đó. Thì 40-50 ơ gì một vé thì nó trên cái du thuyền đó, mình không có phải là cá nhân nữa mà có rất là nhiều người ở nhiều nơi, nhiều nước khác nhau đó. Thì nó sẽ rẻ hơn và đi nó được nhiều, được lâu hơn nữa, mọi người mà vui hơn nữa đó ha. Ví dụ như là mọi người thấy cái nhỏ nhỏ này nè, là cá nhân mình có thể thuê mình đi được đó. Nhưng mà nếu mà mình biết lái nha, nó cũng có bằng đó, nó mới cho mình thuê á. Đó. Đó, để mà đậu được một chiếc thuyền ở đây á, thì một năm mọi người cũng phải trả gần 10.000 nếu mà bé như vậy. Còn mấy cái mà to to như là siêu phẩm ở bên kia á, thì một năm phải mấy chục nghìn tiền bãi đó mọi người. Hả? Ê, đây là nhà hàng Wagamama mà hôm trước mình ăn đây. Là nhà hàng món châu Á đó mọi người. Đứng trên cao quay xuống coi nó đẹp thế nào nha. Đó à. Đẹp chưa? Đó mọi người, muốn đi vô trong này á là mọi người phải có thẻ nha, tại vì ở trong này á là toàn là dân nhà giàu ở không à. Xe mà muốn chạy vô đây được á là có mấy cái cổng, là phải có thẻ nè, hoặc là cảm ứng, hoặc là có cái remote để bấm á thì mới mở lên để vô được, còn không là không vô được. Kể cả Hana nãy đi muốn đi ra ngoài á mà không có thẻ quẹt á đâu có ra được đâu, phải đứng chờ mấy đứa nhà giàu ở trong này nè, nó đi đâu á nó ra ngoài á, cái nó ở cửa cái mình chạy theo mình ra ké. Đó. Nắng muốn chết đây nè. Bây giờ thì mình sẽ đi uống cà phê thôi. Đây là một ly nước cam. Ly nước cam này bao nhiêu ta? 3 ơ à. Đó. Ly cam to này là 3 ơ nè, quán cà phê nè mọi người. Đó. Quán cà phê chỉ cần bàn ghế ngoài trời thôi. Đó, quan trọng là cái địa điểm. Bàn ghế ngoài trời, không? Xong cái mình làm một cái quầy. Đó, ở trong quầy thì máy pha chế đồ này nọ. Người ta mua thì người ta sẽ tự đến quầy để người ta order, xong rồi người ta tự bê luôn, giống như Hana vậy đó. Hana vừa mới order tự bê ra bàn ngồi luôn, tính tiền xong hết rồi. Bây giờ chị uống xong phát là để ly đó rồi người ta ra người ta dọn thôi. Đó. Quán vòng vòng cũng mát mẻ lắm mọi người. Không. Đó ngay bến tàu Marina luôn. Buổi tối thì ở đây đông lắm.
Đây mọi người thấy cái shop bên kia không? Cái gì mà Julie đó mọi người. Đó. Thầy á, ông mới rủ đi qua bên kia coi. Thì cái ông bạn ông nói là ở bên đó mắc lắm, đừng có qua coi. Đó, thì thầy không có tin, thầy nói qua coi có mua gì được không. Ông qua xong, ông đứng ở ngoài cửa thôi. Mà 2 phút ông quay về, ông sốc luôn mọi người. Cái cọng dây nịt á, ở bên đó nó bán là 3.000. Còn cái túi sách thôi của cái hiệu Julie đó, nó bán 15.000. Ông sốc luôn, ông không vô xem luôn. Đôi dép không, đôi dép để đi biển không, nó bán 3.000. Ông sốc luôn, bây giờ ông còn sốc đây nè. Cả nhà ơi, thì cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi hết cái video clip này nha. Thì ở trong cái khu này á mọi người, thì nếu mà ai có cái card này á mới vô cổng được. Tại khu này chỉ dành cho siêu giàu thôi, nó ở trong này. Những người mà có mấy cái du thuyền ở trong này á thì người ta sẽ có cái card đó để mà mở cái key kia ra, mở cái cổng ra đó thì mới ra được nha, mọi người mới vô được. Thì đó, thì Hana đã đi vô tới đây và mở cửa ra một cái là muốn nhảy luôn xuống đó rồi. Lúc nãy vừa mở cửa ra thì thầy kêu là đừng có nhảy xuống dưới đó nha nữa mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip này. Nhớ là like, share và nhấn đăng ký ủng hộ kênh YouTube Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Síp nha. Và nếu mà ai cần tư vấn về định cư bất động sản á thì cũng inbox cho Hana nha. Và bây giờ thì cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại những video. Mọi người thấy, có thấy tại sao mà Hana chạy được vô trong, ở tới sâu ở bên trong luôn không? Bởi vì là Hana, thầy, bạn của thầy là có một người có cái du thuyền bên này, là mọi người nhìn qua phía bên tay đây, phía bên tay phải của Hana đây nè, đó cái du, hai cái du thuyền màu trắng mà nó nhô nhô lên á, thì một trong hai cái đó là có một cái của bạn của thầy á, nên là mượn cái card của người ta đi vô đây để quay phim đó mọi người. Đó mọi người nhìn đi nè, đây là vô tới trong luôn, lái xe vô tới trong luôn. Đi bộ thì là bình thường rồi, lái xe thì rất là ít luôn. Chỉ những người nào mà có cái thẻ đi ra đi vô á thì ok, lái xe vô được rồi. Tại vì nó có cổng á mọi người, nó không để cho mọi người tự lái xe vô trong này nhiều đó. Nhưng mà nếu mà đi bộ vô tham quan thì vẫn ok nha, còn lái xe thì phải có thẻ đó. Thì ở trong này chỉ dành cho mấy người mà nhà ở trong này nè, rồi có du thuyền ở trong này nè, thì người ta đi ra đi vô đây phải có thẻ, nó phải quản lý vậy đó. Ở trong là nó có một cái office của Marina Office, nó có cái quản lý nữa, Marina nữa mọi người. Bây giờ thì chúng ta về thôi, bye bye cả nhà.